Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game Construction Simulator tập 12 trong cái Segi châu Âu. Đấy, Aerobi các bạn. Ok, tại mình đang đứng tại một cái chỗ này của bà nội này, quá nhiều chuyện, cái gì mà nhìn cái gì không biết trong này nữa. Nhìn gì chạy, bà thấy gì đâu nhìn. Ồ, hình như mới nhìn mấy cái cây ở trong này hay sao à. Ui, hai biết kiếm gì mà nhìn quá trời nhìn. Chị nhìn gì mà nhìn dữ vậy chị. Ồ, có nhiều chuyện dữ ha. Cũng khám phá dữ ha. Lại đây mở cửa cho vô nè. Chị mà đứng mà nhìn hoài. Ok, hiện tại thì tập trước thì mình với các bạn cũng đã cùng nhau xây dựng một cái hàng rào cách âm ở trên một cái tuyến đường. Bên này nè các bạn, tuyến đường bên này nè đã hoàn thành xong. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái nhiệm vụ mới. Đó là cái nhiệm vụ xây dựng cái lại cái nhà ga xe lửa ấy. Nhưng mà trước khi xây dựng nhà ga thì mình sẽ quay về một tí về cái phần company, về công ty của mình ấy. Thì cái phần này hôm trước mình bỏ, hôm trước mình không để ý các bạn, cái mình bỏ trong tập hồi xưa. Mình nhớ là mình công ty mình cái size S ấy, thì mình đã hoàn thành hết rồi nè các bạn thấy không. Thì với cái size M này, đó, cái phần mà lever M này thì chúng ta chưa có hoàn thành. Thì trong này chúng ta sẽ có một cái phần này, nó gọi là nó có 5 cái yêu cầu. Đầu tiên là mình thực hiện một cái nhiệm vụ, một cái chiến dịch gì đấy. Cái chiến dịch đó là cái chiến dịch mà combine, là cái nhiệm vụ này nè các bạn. Tức là thực hiện một cái chớp, một trong những cái chớp này. Thì mình đã làm 3 cái rồi các bạn. Nên là cái đó là dư sức rồi. Cái thứ hai là có được 12 cái chiếc xe công trình thì mình đã dư sức luôn. Và số tiền mình phải trên 1 triệu. Bây giờ mình hình như là 4 triệu mấy à. Khá là nhiều. Và chúng ta cần thêm 25 lần đổ xăng với 25 lần sửa xe nữa. Thì cái này thì mình chỉ mới chưa được phân nữa đó các bạn. Mình ít đổ xăng với ít sửa xe lắm. Đa số là mình làm xong cái mình chạy về nhà luôn. Nên là mình không có sửa liền các bạn. Đó, nên là phần này thì để từ từ mình sẽ làm. Rồi bây giờ thì trong này thì sẽ có một số phần nữa là có thêm một cái người kiểu là sao ta, nó như kiểu là người quản lý của mình ấy, kiểu người mà cũng như dưới cấp của mình ở trong công ty ấy. Thì khi mà có ông này rồi thì chúng ta có thể là ổng có thể là tự điều hành một cái nhiệm vụ khác luôn. Đó, mình làm cái nhiệm vụ ông này cũng tự điều hành nhiệm vụ luôn, thì chúng ta mắc đâu đó khoảng 100.000 đó các bạn. Ok, mình sẽ mở luôn. Rồi cái tiếp theo là cái phần nó gọi là phần sửa xe ấy. Thì trong này thì khi mà chúng ta nâng cấp cái phần này rồi ấy, thì mấy cái xe chúng ta nó sẽ tự động được sửa chữa nhanh hơn các bạn, và tiếp nhiên liệu nhanh hơn. Đó, tức là chúng ta đậu một chỗ nó như là nó cũng tự lên nhiên liệu, cũng tự sửa xe luôn ấy. Cái này cũng hay, thôi nâng cấp luôn. Rồi cái bên này thì nó sẽ là kiểu là như một cái ngân hàng. Nó tin tưởng vào cái sự thành công của mình và nó sẽ cho mình thuê, gọi là cho mình mượn một triệu ấy. Nhưng mà thật ra cái tiền này thì mình không cần các bạn. Mình cũng chưa cần để vay nợ lắm. Cái này như kiểu cho mình tiền vay nợ ấy, mình chưa cần. Còn hai cái nhiệm vụ bên này là cái phần hoàn thành những cái công việc làm nhiệm vụ trong thành phố rồi ấy. Rồi cái này là cái gì ta? Cái này nói chung là mình có thêm xe sao ấy, thêm xe nữa. Nhưng mà hai cái này thì chúng ta đã hoàn thành rồi. Cơ bản là mình đã hoàn thành hết trơn rồi đấy. Còn hai cái phần này nữa thì mình tranh thủ cửa đổ xăng với sửa xe nhiều hơn thì mình sẽ hoàn thành thôi các bạn. Rồi ok. Và chúng ta sẽ quay lại cái nhiệm vụ bên này. Thì chúng ta ngày hôm nay sẽ làm, đó là xây dựng nhà ga. Thì với cái nhiệm vụ này thì nó nói là hiện tại ở kiểu là ở những cái người mà đi làm ấy các bạn, thì người ta được khuyến khích đi sang cái phương tiện là xe lửa, giao thông đường sắt ấy, nó gọi là giao thông đường sắt ở trong cái tình trạng mà thành phố đông đúc này. Đó thì cái nhà ga cũ này hiện tại là nó kiểu là nó bị kiểu nó lâu quá rồi các bạn, nên người ta muốn xây dựng lại cái nhà ga mới cho nó xịn hơn. Thì đó, thì nhiệm vụ này cơ bản thì nó là xây dựng cái nhà ga thôi, cũng hay đấy, nên thôi làm luôn hết các bạn. Rồi ok, mà đã nhận rồi, và mình sẽ quay về cái chiếc xe của mình, siêu xe. Để mình lên xe coi. Hả, sao lên không được thế? Hả, ok, sao lên xe hết đường luôn rồi? À đây, phải đứng ngay cửa. Tàu đất ơi, khổ vãi. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua cái công trình nha. Thì công trình này nó cũng nằm sát bên mình đó các bạn. Hiện tại làm tiền quá trời tiền luôn các bạn. Mình cũng không biết bây giờ mua cái gì để cho hết tiền mình nữa. Hồi xưa thì dành dụm từng đồng từng cắt để kiếm tiền một cái kiểu, bây giờ là mình không cần nữa, quá trời tiền à. Ok, tới nơi rồi. Thì
Thì để coi cái nào. Đậu ở đây đi. Đây là các bạn, đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ chuẩn bị xây dựng. Thì trước đó thì nó sẽ có một cái nhà ga này các bạn. Đây, chỗ này là cái nhà ga nhá, nhà ga xe lửa hồi trước đây. Đây, đây là nhà ga xe lửa cũ nè nha. Đó, thì bên này sẽ có cái bạc kinh đậu xe bên này. À, ui thì tường nó vẽ từ lưa chứ nè. Đó bạn thấy không, lớp được. Đây được cái xe lửa đó các bạn. Đó, ui dồi, nhưng mà không thấy xe lửa đâu trơn ấy. Đó, thì đây là nhà ga xe lửa cũ các bạn. Và chúng ta hôm nay sẽ xây dựng một cái nhà ga xe lửa mới. Thì nó sẽ nằm ở bên này. Đó, ok, nhảy lên không được sao. Giờ lên không được các bạn. Đó, đó thì sẽ cái nhà ga xe lửa mới thì sẽ nằm ở trong khu vực này cho các bạn. Rồi, không để các bạn lâu, chúng ta sẽ làm việc với bà cô này thôi. Mới làm việc với bà cô này trong cái công trình xây dựng hàng gạo rồi. Nên hôm nay là làm tiếp với bà nữa. Rồi, đầu tiên này chúng ta, nó kêu là chúng ta hình như là phải đổ đá hả? Đổ đá đúng không? Ồ, không phải đổ đá mà là cán, gọi là cào cho cái nền cho nó phẳng ấy. Vì chúng ta sẽ dùng xe lu để chúng ta sẽ làm phẳng. Thì trước tiên chắc mình sẽ đem mấy xe tới trước đi ha. Để coi có những xe nào thì mình sẽ đem tới luôn. Rồi, ok. Mình đã đem qua cơ bản hình như là gần đủ xe rồi đấy. Mình không biết có thiếu chiếc nào đó hay không. Thì cái nào thiếu tính sau nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ dùng cái chiếc xe này để mình gọi là cào đất các bạn. Cào cho nó phẳng phẳng một tí. Rồi ok. Với cái nhiệm vụ con này thì cũng đơn giản thôi các bạn. Cào làm cho nó phẳng cái đất, cái khu vực này thôi. Đó, cào nhé. Let's go. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing. Đó, cơ bản là mình đã cán được tương đối là khá là phẳng rồi đây các bạn. Em sẽ chạy ra ngoài để mình xem thành quả của mình nha. Ok, phải nâng này lên mới chạy ra được các bạn. Rồi ok. Đây, đó, đây các bạn thấy là mình đào xuống được một lỗ với gọi tương đối nhỏ nhỏ, thấp thấp ở dưới rồi đây. Rồi, bây giờ là nó kêu mình tiếp tục lấy cái chiếc xe ủi đất, xe lu các bạn. Để lên kiểu là chạy để mình cán cho cái đất nó phẳng một tí nữa ấy. Không biết có đổ đá đồ lên để làm cái nền móng hay không, cứ làm theo cái hướng dẫn của nó đi nha. Ok, giờ mình chạy vào trong đó đây. Hiện mình không biết còn cái chiếc xe lu nào mà kiểu là cái bảng nó sẽ bự hơn không các bạn. Chứ cái bảng này nó khá là nhỏ luôn ấy. Cán thì vẫn được, nó vẫn gọn gàng nhưng mà nó hơi bị lâu ấy. Nên mỗi lần cán nó khá là lâu luôn. Rồi bây giờ công việc tiếp theo của mình là sẽ dùng cái chiếc xe tải này để đi chạy qua tít ở bên kia để mua mấy cái đồ lặt vặt nè các bạn. Những cái vật dụng nè. Nhưng mà thì để mua được cái này nhanh hơn ấy, thì các bạn có thể là đặt trên shop để giao đến. Thì nói chung thì nếu mà đặt như vậy ấy, thì nó cũng được. Nhưng mà nó sẽ không có tiết kiệm tiền cho mình. Nhưng mà thật ra nói chung làm công trình này sẽ không bao giờ lỗ, nên là các bạn cứ đặt đi. Đấy, tiền bây giờ nhiều quá nha, cứ trả tiền ship thôi. Rồi kia nó giao đến công trình thôi nha các bạn. Thấy chưa, tiền ship tới 8.000 mấy luôn nè. Nhưng mà nói chung cũng chịu thôi. Rồi nó sẽ lắp, nó giao đến đây. Và công việc của mình sẽ đi lắp cái cần cẩu các bạn. Đây, công trình này thì mình sẽ dùng cần cẩu đi. Đây, đứng ở ngoài lắp mới được. Từ từ, đứng ở ngoài. Đó. Rồi lắp cần cẩu này vào, set up. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái cần cẩu này để mình gấp những cái thứ mà cần thiết ấy vào hai cái vị trí này, bên này và dưới này nè các bạn thấy không? Đó, ok. Let's go.
Đấy, như vậy là cơ bản là mình đã gấp xong mấy cái mục này rồi. Thì bây giờ nó kêu chúng ta gắn đâu đó khoảng 4 cái trụ, 4 cái chân trụ các bạn, vào những cái lỗ dưới đó nữa. Tự nhiên nãy mình không có đào cái lỗ đó, bây giờ nó ra cái lỗ đó các bạn. Rồi ok, giờ sẽ bỏ vào luôn. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Ok, cơ bản thì các bạn thấy là chúng ta lắp đâu đó khoảng 2, 4, 6, 8, 9 cái trụ các bạn. Nhìn như kiểu là cái thánh giá vậy. Nhìn hài quá, nhìn các bạn như mấy cái thánh giá vậy đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lại đây để mình lắp gáp mấy cái này nha các bạn. Để mình đổ xi măng xuống cái nền móng. Đây như kiểu là mấy cái đây nó kiểu là cái gọi là gì ta, cái bức tường để mình đổ xi măng vào trong này các bạn. Rồi bây giờ là đổ xi măng luôn hả ta? Để coi coi. Ồ, bây giờ là đổ xi măng vào trong đó luôn. À, rồi ok. Bây giờ mình lại tiếp tục đi lấy cái chiếc xe này để chúng ta chuẩn bị đổ xi măng thôi. Ok, lên xe. Làm lay quay cái trời tối nữa rồi các bạn. Trời mau tối vãi chưởng luôn ấy. Bây giờ mình sẽ đưa cái xe này vào trong cái khu vực này nhá. Vào đây đi. Rồi chỗ này thì nó khá là rộng nên là cái việc mà mình đổ xe này nọ để sử dụng mấy cái tính năng nó cũng gọn gàng dễ dàng đấy các bạn. Rồi bung mấy cái này ra. Tiếp tục bung cái chân dưới này luôn nha, dài nhất có thể cho các bạn, không biết lại tới được Đà Nẵng không nữa đây. Ồ, đổ thêm ở trong mấy cái trụ ở giữa nữa nè các bạn thấy không, chứ không phải là đổ xung quanh. Đây có cái trụ ở giữa này nữa nè. Rồi để mình xem nào, cũng khá là dài rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đưa ra ngoài này nha. Tới không trời, thiếu một xíu nữa à. Thôi bây giờ trước mắt thì mình cứ đổ mấy cái chỗ mà mình đổ tới trước đi. Đây ví dụ như về ngoài này vậy nè đó, mình đổ tới đâu thì mình sẽ đổ ở chỗ đó trước. Rồi thì đó là phần xe dẫn xi măng, còn xe mà để có xi măng là xe đầy các bạn, giờ nó sẽ chở xi măng nha. Thì với xe này thì các bạn có thể là đến cái những cái chỗ mà vật liệu xây dựng ấy, để các bạn có thể là mua xi măng. Còn nếu các bạn nào làm biến thì có thể là đi như mình, bấm vào đây. Nó vẫn mua xi măng như vậy luôn, nhưng mà mình nghĩ là sẽ giá nó sẽ cao hơn ấy. Rồi, lùi vào. Rồi, lạch quá lạch luôn. Đó, rồi, giờ mình sẽ đổ xi măng xuống nha. Đó. Đấy, công việc của mình bây giờ là chỉ còn là châm xi măng vào trong mấy cái lỗ đó thôi. Let's go. Đấy, như vậy là xong rồi đấy các bạn. Và bây giờ nó kêu mình dùng cái máy cạp đất của mình ấy để mình cạp cái chỗ cái lỗ này. Không biết cái lỗ đó dùng để làm gì nữa. Nào. Ồ, không phải, cái này là đổ đá các bạn. Phải không ta? Đúng rồi. Đổ đất, đổ đá gì đấy. Mình đổ xuống cái khu vực đó. Rồi, khu này lại đi. Rồi tiếp tục thì mình sẽ dùng cái chiếc xe này của mình để mình đi vào đó. Lui vào. Hết chỗ chạy luôn rồi. Hết chỗ đi luôn rồi. Ok á. Dính đây luôn à.
Coi coi còn đường nào để đi nữa không. Bây giờ xe nó đậu nó đậu cái gì hết đường đi luôn rồi các bạn. Chắc mình phải nhóng cái chiếc xe container này lên một tí. Đây. Đó. Trời bây giờ nó cũng gần sáng rồi. Lấy cái chiếc xe siêu xe của mình chạy ra ngoài đâu đi, đậu cái bít đường đi của người ta luôn. Đây ra đây cho nó ngắm xe lửa đi. Rồi, mình sẽ quay trở lại với chiếc xe Ben của mình. Đây. Rồi ok. Để mình xem mà nó cần cái gì nhá. Sỏi các bạn, đá ấy. Đúng rồi, đá. Rồi mình sẽ đổ xuống đây. Bây giờ là mình có cái cách đó để mua khá là nhanh nha các bạn, không như hồi trước mà mỗi lần đi mua đến cái chỗ mà vật liệu xây dựng nó bán ấy thì mình mua nó khá là mất thời gian luôn. Rồi. Một xe nữa, xe nó mới đủ các bạn. Tính ra xi măng trong game để khô nhanh đấy các bạn. Chưa gì hết đã khô xi măng rồi. Rồi. Đổ hết cái đống đá này xuống là vừa đấy. Rồi ok. Cũng dư luôn nè. Và chạy ở ngoài đây các bạn. Cái chỗ đó mình nghĩ là cái đường nó sẽ làm cái đường đi ra đi vào rồi thôi. Nên là nó không phải đổ đi ra đi vào mà nó đổ phát hết trơn nguyên cái nền luôn nè các bạn. Rồi ok. Rồi đậu xe đi, bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng tới cái phần này. Phần này nãy mình có cẩu vào nè các bạn. Đây là cái lưới mà chúng ta sẽ bây giờ chúng ta chuẩn bị đổ xi măng vào trong này nè. Nó đổ luôn à. Nó đổ cho mình luôn rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tới cái này. Cái này là khả năng làm tường rồi nữa đấy. Đó đúng rồi. Làm tường các bạn, nó sẽ làm cái khuôn cho chúng ta đổ xi măng vào trong này. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục đổ xi măng nữa. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ là cẩu một cái thang máy. Nó giống như cái thang máy rồi đấy vào trong đây. Bây giờ mình chắc mình cẩu trước đi rồi mình sẽ đổ xi măng vào trong đó luôn ha. Đâu cái thang máy nằm đâu. Đây. Các bạn thấy không, nó có hai cái nè. Thì mình sẽ cẩu một cái vào trước thì khả năng chắc nó làm hai tầng đấy các bạn. Nào làm tới tầng nào thì mình sẽ cẩu tầng đó. Còn bây giờ nó chỉ cần mình cẩu có một tầng mỗi một cái mỗi ấy, nên mình sẽ cẩu cái này vào. Rồi ok, mình cẩu và song song với đó là mình sẽ đổ xi măng vào cho cái bức tường đó luôn nha. À, như vậy là mình đã sử dụng xi măng đổ cái vách tường này xong. Và công việc tiếp theo của mình sẽ là cẩu những cái như kiểu là cái nóc của tầng 1 rồi đấy. Đó, cẩu vào trong này nữa. Rồi. Cơ bản thì mình đã thấy được cái nhà ga chúng ta nó đã hiện hình rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cẩu mấy cái này vào trong cái nóc của cái phần mình vừa đổ tường ha. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way.
Rồi, ok các bạn ơi, như vậy là cơ bản thì các bạn thấy thì mình đã lót ở cái tầng trên này, đổ xi măng đồ các kiểu luôn, và nó như thế này nè. Đó, bây giờ là nó đã hiện hình như thế này các bạn. Rồi bây giờ để mình coi coi giờ sẽ làm gì tiếp đây ta. Giờ nó kêu mình đi vào trong này, hình như là làm gì đây ấy. Hình như là mình sử dụng cái chiếc xe múc của mình để mình múc cái phần đất này lên, lỗ lỗ như vậy nè các bạn. Cái đó mình không biết làm gì nữa, khả năng là xây dựng mấy cái chạm này như thế này hay là sao ta. Giờ mình lo cái xe vào trong này trước nhá. Ok, cái xe máy múc mình nằm đâu rồi ta? Đây. Rồi giờ tìm đường làm sao để vào được trong đó mới là vấn đề nè. Cuối cùng cũng vào được rồi các bạn. Mình đi vòng một đường vô đây nè các bạn thấy không, nó có cái lót lót cái chỗ này nè, để mình vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái múc này của mình để mình múc cái lỗ này lên. Rồi ok, chỗ này là ở phía trên là lớp đá nha các bạn, còn ở dưới sẽ là lớp đất. Rồi ok. Uầy, cũng sâu vãi. Bỏ đỡ đây nha. Bỏ đó luôn các bạn. Để mình lui lại xíu rồi. Rồi ok. Đó. Rồi cạp thôi. Khi mình đậu xa xa như vậy nè các bạn, cào nó sẽ kiểu là nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn đậu gần ấy thì nó sẽ không có cào được sâu. Đấy, như cào như thế này đó. Bỏ ra đây thì nó sẽ tự biến mất các bạn. Được chưa? Được chưa ta? Không biết là cào mấy lỗ nữa các bạn, khả năng là cào đâu đó khoảng 4 lỗ thôi. Rồi, còn 4% nữa thôi. Cào mấy lên. Rồi ok. Rồi để mình lui ra các bạn. Mấy cái lỗ này mình cũng chưa rõ là nó dùng để làm gì luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cào những cái lỗ tiếp theo nữa. Khả năng đào khoảng 4 lỗ đấy. Là 4 lỗ thêm nữa và hai lỗ kia nó là 6 lỗ các bạn. Rồi bây giờ là công việc chúng ta lại tiếp tục dùng cần cẩu. Dùng cần cẩu này để cẩu mấy cái món còn lại vào đây để nó làm xây dựng tiếp tục cái gì ở ngoài đó rồi đấy. Chưa rõ nữa, giờ cần cẩu trước đi nhá. Has got me so messed up, don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Ignore the feelings that I
this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Hình như là cơ bản là xong rồi đấy. Để mình xem anh nào. Ồ, xong rồi các bạn ơi. Wow. Ok, bây giờ là nó kêu mình dẹp cái cần cẩu với lại là cái chiếc xe, mấy nói chung mấy chiếc xe luôn đấy. Bây giờ mình dẹp cái cần cẩu này trước ha. Rồi. Rồi, dẹp cần cẩu nè. Rồi, dẹp cái chiếc xe xi măng luôn các bạn. Là cơ bản là xong rồi. Xe này thì mình tắt đi. Tắt. Rồi. Ok. Rồi đậu ở đi. Và cuối cùng là chiếc xe này. Mình dẹp mấy cây này nè các bạn. Đó. Rồi. Thu lại. Đó. Ok. Như vậy là xong nha các bạn. Bây giờ mình lại nói chuyện với bà chủ mình nữa thôi. Ok. Công trình đã xây xong rồi đấy. Nhìn nó cũng đơn giản á. Cái này nó như kiểu là một cái nhà, kiểu một cái nhà đợi xe lửa chứ không phải không cái chỗ mà để lên để đợi xe lửa đến đó các bạn. Đó, mình không biết gọi là gì. Rồi. The new waiting area is so modern and inviting, a place where you don't mind staying. Không hiểu. Và đây là thành quả của chúng ta. Ui xe lửa đó các bạn. Ui. Đó, cái chỗ mà mình đào lỗ là mình để xây dựng cái chỗ mà để khách đứng đợi ngồi đợi ấy. Xe lửa tên là Banhut gì đấy. Rồi. Đây, mình sẽ xem lại toàn cảnh. Ê. Wow, lắp cửa, lắp kiến đồ vào nhìn khác hẳn nha. Đây, còn đây là xe lửa của chúng ta nè. Đó, thấy chưa. Đó. Còn chỗ này là cái chỗ mà đợi nó. Ơ kìa, ơ, bị gì vậy. Ơ, bị lỗi hay sao các bạn. Nhưng gớt xuống đường gây xe lửa nó bị cái gì vậy. Đây, chỗ mà để đứng đợi nè, có đồng hồ rồi các kiểu nè. Đó. Làm cái này mình nhớ đến cái tựa game mà dọn dẹp và ở ga xe lửa các bạn nhớ không? Đó. Đây là xe lửa nè. Bây giờ nó dừng ở đây các bạn, nó đang đón khách đấy. Ok, và như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn đã cùng nhau xây dựng được cái nhà ga xe lửa thành công. Và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục tựa game này nữa thì comment phía dưới luôn để mình biết, để mình làm cho các bạn xem. Còn giờ mình kết thúc video đây. Hẹn các bạn tập sau nhé. Bye bye, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.